Hello, trời ơi, ôi, trời ơi, ra thằng ơi. Gặp nha. Ra thằng ơi, gặp nha. Trời ơi, không hẹn hả? Không hẹn. Trời ơi. Hôm nay sẽ dắt đi Hà đi một cái vòng, một cái nơi làm đẹp mới về tóc nè, về nail rất đặc biệt, mới vừa mở tức thì. Nghe đồn nha, có rất nhiều thợ mà không phải người Việt Nam. Chính xác luôn. Rồi sẽ có những gọi là cái gì ta, kiểu cách làm việc cắt tóc hoặc là làm nail rất là nước ngoài nữa. Bí mật là chú xíu vào trong mình sẽ nói. Thì bây giờ tôi thì tôi chú sẽ nói cho nghe, chú xíu nói cho nghe. Rồi. Có rất là nhiều cách luôn, có nhiều cái hay lắm luôn. Vào trong. Chà, hôm nay là ngày say sương, hè vô đồ ăn quá trời. Đấy, rất là hoành tráng, xịn xò chưa? Thì ăn đi. Vào đây. Ồ, hay chưa? À, có cả máy hút tất cả những cái mùi hoặc là những cái vật dư thừa đó. À, da nè, rồi bụi nè, rồi máy mài bụi đó, để hút xuống này hết. À, có nghĩa là mình khi mà mình làm bếp đúng không? Thì nó sẽ có cái máy hút bụi trên đây. Máy hút mùi, hút mùi. Nhưng còn đặc biệt ở đây ha, cái máy này là khi mà chúng ta mài dũa rồi tất cả cái mùi thì nó sẽ được hút xuống da, tất cả nằm hết đây hết, cho nên nó rất là vệ sinh. Đặc biệt là mỗi một người phải làm móng á được sử dụng một cái bộ kềm kéo dũa được hấp riêng sẵn trước, bộ luôn cũng làm cho một khách xong là phải đi hấp tẩy ra. Chính xác. Và lấy một bộ mới. Cho nên là trước khi làm là đặc biệt nha, là hình như là phải ở đây không phải là ai vô làm nào làm đâu, phải gọi điện thoại đó. Phải gọi điện thoại trước, book trước nha mọi người nha. Đặc biệt là nước sơn được nhập từ các nước về đây. Đó, nhìn cái màu nước sơn cũng lạ hẳn không? Thể hiện màu ở bên ngoài, chỗ bên ngoài hết nè. Tới cái màu nằm đây. Đó, nhìn lộc lộc, nhìn nó sang. Và thế mạnh ở đây là base. Là cái gì? Làm cái nền đó, rồi làm da, cắt da, đặc biệt là chữa hư tổn. Có nghĩa là ngoài cách làm móng hoặc là đắp bột hay là rũa gì đó, như người đây chúng ta, người ta sẽ phục hồi luôn những móng bị hư tổn. Cắt rất hay. Rất hay, có nghĩa là đây là có giống như bệnh viện móng luôn hả? Cái kiểu vậy đó hả? Gần như vậy. Hay nhỉ? Chắc mà đắt tiền không? Cái gì cũng có giá của nó thôi. Bây giờ mời Hà lên đây xem tóc nha. Tóc. Trời ơi, đó là cái nghề của tao mày ngày xưa đó. Như thế nào? Đấy. Đây là salon tóc. Xin chào các em. Hello. Đặc biệt là có một thợ chính người Nga. Đây, rất tuyệt vời mọi người. Bàn tay vàng của Nga đấy. Đây. Ô trời. Ồ, sang trọng chưa? Có cả make up luôn nha. Làm tóc nè. Có cả phòng riêng, đặc biệt là phòng riêng cho VIP. Đó, rất xịn sò. Có đã không mọi người? Nè. Trời ơi, ngày xưa tao không mày làm tóc, tao thấy không? Trời ơi, làm sao được như vậy? Trời ơi, nói chi cái thời xa xôi đó. Khổ cực, kinh khủng khiếp. Bây giờ hiện đại lắm, có quá nhiều sự lựa chọn và nhiều cái máy móc tân tiến vô cùng luôn. Rồi cái gương ở đây cũng xịn nè. Đó, xịn sợ không? Cái mặt sáng chân liền. Chân đẹp thiệt. Tất đi đã. Đó. Vâng, một khi đã mở ra, nó gọi là Artist House rồi, thì mình biết rằng là cái tên gọi nó rất trân trọng. Nghệ sĩ thì phải làm sao cho thật chuẩn đó. Và với đội ngũ là gội đầu, massage và sấy rồi cắt tóc thật là xịn sò luôn, những bàn tay vàng có những người kinh nghiệm trên 20 năm. Bây giờ ta muốn coi xem mà ở trong đây nó như thế nào. Đi theo đây. Ôi, không còn như ngày xưa được, có hai cái tay nắm rồi, nằm cong cong nữa. Cong cong. Bây giờ nằm thẳng như một cái giường luôn. Tao thử nằm nha. Nằm ngay. Nằm điên. Rồi ôi. Trời ơi. Xin lên nào. Đầu đứng ở đây. Đó. Thì à. Nó có phải khác xưa không? Cứ nằm cứ như kia rồi.
mình nằm mình ngủ xong mình có thể làm rì nát, nhắm mắt lại xong gội đầu rồi trời ơi, trời ơi, hôm nay là biết sao ngày khai trương, đất trương lên mà không có được gội đầu. Sao vậy? Tại vì hở, khai trương là người ta chưa có cách băng thánh thần nên tụi mình chỉ lên cho mình review thôi, tụi mình coi ngó chứ thôi chứ còn chưa có cách băng thì làm sao mà làm tóc được? Hiểu hiểu. Không tin tưởng tay nghề ta đúng không? Không phải không tin tưởng mà là người ta chưa có cách băng, mày hiểu chưa? Mà lên khá như vậy là không có được. Phá là phải phá nó như hưng. Rồi, ok thấy được không? Dầu ở đầu nè. Đó. Xịn sò không? Nha. Yeah. Là đầu ấy chuyên nghiệp không đó? Chuyên nghiệp đúng rồi. Đồ chuyên nghiệp không đó, đồ chuyên dụng đó. Nhận đâu? Hay nhỉ. Ừ. Và phía bên trong kia còn một khu VIP rất đặc biệt với rất là nhiều sự trải nghiệm khác nhau. Ủa? Nha. Chưa hết nữa hả? Chưa. Rất nhiều sự trải nghiệm khác nhau, nhiều đồ chơi và nhiều sự cưng chiều dành cho khách nào đặc biệt nhất. Hôm nay tao là người đặc biệt. Không được. Gì vậy? Ừ. Nghĩ mình là VIP à? Mày không được thì thôi chứ mày làm gì ghê vậy trời ơi. Phải đặt trước. Lần sau khỏi mày ơi. Lần sau ta Hà Nội, ta sẽ đặt trước và ta sẽ vô cái phòng lấy gì thế nào. Còn hôm nay á, được. Không quá. Chả thèm. Hay là thích làm free lắm. Được không? Phải trả tiền.